Tôi xin giới thiệu với các bạn là cái máy bơm nước xài chục lát nha các bạn. Cái này là motor 3.0 của Bảo Long nha các bạn. Cái này là mình viền buli. Cái vàng này thì sử dụng bằng ống 34 inox. Này xài tăng đưa rồi nha các bạn. Xài cốt lắp 20. Cái ống lắp 42. Đây. Có bánh xe các bạn. Một lắp này dài một lắp với cốt là dài 3.5 m. Cái bồn bơm đó đây các bạn. Cái này là mình cái ống dẫn đó là ống 200 nha các bạn. Nó có hai loại, một loại 150 và loại 200. Thì khách có cái ống truyền á, cái ống dẫn mà lớn á thì sử dụng cũng được hết. Cái này motor Bảo Long chạy điện 220. Nói chung cái công suất của cái máy này thì một giờ nó tầm khoảng 250 khối. Cho nên là 200 đến 50 đến 300 khối. Thì cái hệ thống máy bơm này bên mình á, là hiện tại là nói chung là mình sản xuất cái máy này là cách đây khoảng 452 à. Nói chung mình bán ra thị trường thì nói chung cái số lượng nó rất là lớn. Nên cái mẫu này thì nói chung là nó cũng là cái mẫu hiện giờ cũng đang bán hiện giờ. Nói chung là mình mấy thì cái đơn hàng của mình nó cũng bán rất là chạy, cho nên là các bạn có cần nhu cầu để sử dụng thì các bạn cứ gửi lại tin nhắn bên mình, những sản phẩm mình giao đi toàn quốc luôn các bạn. Thì tất cả những địa phương nào mà có sử dụng máy bơm này và nuôi tôm công nghệ cao rồi đó, thì các bạn cứ liên hệ cho mình sẽ để lại số điện thoại trên cái trang YouTube của mình đó, trên YouTube của mình đó. Cái việc nha để lại tin nhắn cho mình sẽ tư vấn cho các bạn. Xin chào các bạn ha.